Hành Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 100 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của Độc Bộ Thiên Hạ tập 100 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ hai người Diệp Húc không rảnh mà đánh giá cảnh trí trong thành, bọn họ thẳng tới nơi đệ tử của Hàn Nguyệt Cung gặp nạn. Ầm một tiếng, trong thành đột nhiên dâng lên một cái chuông lớn chói mắt, ầm ầm chấn vang. Chỉ thấy khí tức hủy diệt đổ ra khắp mọi nơi, phá hủy hết thảy, thậm chí làm cho những mái hiên lầu son trong thành cũng bị sụp đổ đi không ít. Chuông lớn này tràn ngập thần dương khí cực mạnh, không ngờ chỉ là một kiện thần dương vô bảo, nhưng lại có uy năng bậc này, khiến Diệp Húc không khỏi biến đổi sắc mặt. Nghệ Hoàng Hành Cung được xây dựng lên hẳn là do những thợ rèn tay nghề rất giỏi trong Đại Thương Hoàng Triều dựng thành. Đừng nói là thần dương vô bảo, cho dù là nguyên thần chi bảo cực phẩm đi chăng nữa cũng không chắc có thể phá hủy được nơi này. Chỉ sợ phải có tam tướng chi bảo mới có thể phá hủy được hành cung này thôi. Mà cái chuông lớn này chỉ là thần dương vô bảo, thật không ngờ có thể phát huy ra uy năng tiếp cận tam tướng chi bảo. Từ điểm này đã thấy được chỗ thần kỳ của chuông lớn. Bạch Nam Hiên vội vàng tế khởi họa cuốn của mình, chỉ thấy bức họa cuộn tròn triển khai, tản mắt ra một chỗ, khí tức trầm trọng vô cùng, bảo vệ hai người bọn họ. Họa cuộn bảo vệ họ khỏi tiếng động của chuông lớn xâm nhập. Đồng Hoàng Mục, chẳng lẽ Thái Dương Thần Cung các ngươi cũng muốn đối nghịch với Hàn Nguyệt Cung ta sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, cực kỳ dễ nghe, lại mang theo hàn ý dày đặc. Nghe thanh âm như vậy, làm cho người ta cảm giác như thể đối mặt với một dòng sông muôn đầy bóng đóng băng vậy. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên liếc nhau đi về phía trước. Chỉ thấy một tòa cung điện vô cùng to lớn hiện ra trước mắt bọn họ. Tòa cung điện này hẳn là Nghệ Hoàng Hành Cung, bên trong mơ hồ có khí tức vô hoàng trầm trọng truyền tới, cực kỳ là mạnh mẽ. Lúc này, ở phía trước Nghệ Hoàng Hành Cung, cao thủ các thánh địa tề tụ một đường. Diệp Húc liếc mắt quét nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi dùng mình mấy cái. Hắn rõ ràng phát hiện ra Ma Đạo Nhật Nguyệt Tinh Ba Cung, Nguyên Thủy Ma Tông, Vạn Kiếp Môn, Bổ Thiên Khách, Luyện Khí Tông và các cường giả thánh địa ma đạo khác. Ma Đạo Tam Cung lục phái toàn bộ tới đông đủ, mà môn phái chính đạo cũng tới không ít cao thủ các thánh địa. Thích Vu hai đại phái, Đại Âm Phạm Lôi Tự, Tiểu Quang Minh thánh địa, Nho Vu tứ đại phái, Thái Cực, Thiên Nhân, Thiên Đạo, Âm Dương, Đạo Vu ba tông, Nguyên Thủy, Thái Thượng và Hỗn Nguyên cũng đều có cao thủ cả. Thậm chí là Yêu tộc cũng có không ít cao thủ các thánh địa tới đây. Nguyên Thủy Yêu Tông, Thiên Yêu Cung cũng có cao thủ trình diện, còn có Đại Đường, Thiên Sách Phủ, vài vị cường giả cùng đám người Thái Tử Hỷ. Những người này phần lớn là đại vu tam thần cảnh, thậm chí có không ít vị là lão quái vật tam bất diệt cảnh đi tới đây. Về phần vu sĩ tam dương cảnh, ngoại trừ Diệp Húc và Bạch Tam Hiên ra cũng không có bất kỳ ai tới trình diện. Cho dù là đại vu tam thần cảnh, lúc này cũng bị áp chế đi non nửa thực lực. Chỉ có lão quái vật tam bất diệt cảnh mới có thể cảm giác được như không có gì, thực lực cũng không bị hạn chế đi bao nhiêu. Hàn Nguyệt Cung lần này phải tới 3 thiếu nữ, trong đó 2 thiếu nữ áo xanh là đại vu tam thần cảnh hợp thể kỳ, mà nữ tử áo đen đứng giữa chính là cường giả tam tướng cảnh. Lúc này, 3 thiếu nữ đều bị cường giả nhiều thánh địa vây quanh, vây các nàng ở giữa. 2 thiếu nữ áo xanh đã bị đánh cho bị thương, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Mà nữ nhân áo đen kia lại lơ lửng trong không trung, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Dáng người của nàng thon dài yểu điệu, lông mi nàng dài, vẻ mặt xinh đẹp, cũng là một nữ nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Tu vi của nàng hẳn vừa mới đạt được tới tam tướng cảnh không lâu, nhưng khí tức Nghệ Hoàng cũng không chút ảnh hưởng tới nàng chút nào. Thực lực của nàng có thể hoàn toàn được phát huy. Đông Hoàng Mục hướng thiếu nữ áo đen kia thản nhiên nói: "Lộ giao giá, Lộ sư tỷ, không phải tại hạ cố ý muốn đối nghịch với Hàn Nguyệt Cung, mà là trong Nghệ Hoàng Hành Cung này nguy hiểm rất mạnh. Vừa rồi đã có không ít tiền bối chết ở trong hành cung rồi.
chỉ có vũ pháp vũ báo của Hàn Nguyệt Cung các ngươi mới có thể khắc chế được cấm chế của Ngụy Hoàng lưu lại. Lần này chúng ta có thể thăm dò được tòa thành hành cung này hay không phải trông cậy vào ba vị sư tỷ rồi. Diệp Phúc trong lòng dùng mình. Cái chung vàng lớn kia là do Đông Hoàng Mục tế khởi hay sao? Thuần Dương Vũ Báo có thể phát ra được uy lực kinh người như vậy, thực lực của hắn không thể kinh thường rồi. Lại có một vị đại vu tam tướng cảnh Vạn Kiếp Môn đứng ra, đỉnh pháp tướng đội trời đạp đất, thanh âm như sóng cuộn, cười lạnh nói: Lộ Giao Già, Hàn Nguyệt Cung các người khai sơn tổ sư chính là Nga Hoàng, là thế tử Nghệ Hoàng. Nghệ Hoàng xây dựng hành cung này là muốn lấy lòng tổ sư các ngươi. Chỉ có vô pháp vô bảo Hàn Nguyệt Cung các ngươi mới có thể ra vào hành cung này như không có gì cả. Không sai, Lộ Sư Điệt, chúng ta không phải cố ý tìm ngươi gây chuyện, mà là do thân phận của các ngươi. Một lão quái vật tam bất triệt cảnh Nguyên Thủy Ma Tông vuốt lấy chòm râu của mình, làm ra vẻ cười tủm tỉm nói: Ba vị sư điệt, các ngươi trốn là không thể thoát được đâu, vẫn là ngoan ngoãn dẫn đường, miễn phải chịu khổ. Diệp Phúc nghe xong một lát, lập tức hiểu được tiền căn hậu quả. Nghệ Hoàng, thê tử chính là Nga Hoàng, cũng là cung chủ đầu tiên của Hàn Nguyệt Cung. Tòa thành này là Nghệ Hoàng xây dựng lên để lấy lòng của nàng. Chỉ có tâm pháp, vô bảo, nhất mạch Nga Hoàng mới có thể bình an vào được nơi đây. Bởi vậy, những cường giả các thánh địa này mới lấy nhiều, bắt nạt ít, vây khốn ba người Lộ Giao Già, bức ba vị thiếu nữ này dẫn đường cho mình, thậm chí còn đánh bị thương. Nghe ý tứ của bọn họ, đã có không ít người ý đồ muốn vào bên trong tòa hành cung này, lại bị cấm chế bên trong rào sát. Xem ra trình độ hung hiểm của tòa thành này chỉ sợ không kém nơi hiểm ác như bàn Hoàng Lăng chút nào. Đám người Lộ Giao Già hẳn là không có nguy hiểm. Những người này nếu như tính toán thăm dò Nghệ Hoàng hành cung sẽ không động thủ giết người. Diệp Phúc thầm nghĩ, đánh ra ý nghĩ cứu viện ba người trong đầu mình. Hắn vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy con mọt sách Bạch Tam Hiên hiên ngang lẫm liệt bước ra một bước, đi tới trước mặt phần đông các cường giả, cao giọng mà khiển trách: Trừ vị tiền bối, đều là những nhân vật có uy tín danh dự, ức hiếp ba cô gái yếu ớt, rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Ta đều cảm giác thế thẹn cho các ngươi, nhanh chóng thả các nàng ra đi. Con mọt sách này trong lòng ngực tuyệt đối toàn thi thư đạo lý, chẳng lẽ không biết chữ tử viết như thế nào hay sao? Diệp Phúc chán đầy mồ hôi. Dưới tình huống này, chư vị cường giả mà ra tay, cho dù là Già La Minh Tôn, lão ma đầu nghịch thiên này cũng không dám đứng nghịch với mọi người. Con mọt sách Bạch Nam Hiên này tinh thần trọng nghĩa, không ngờ lại trực tiếp đứng ra giáp mặt gian dạy chỉ trích người ta. Người là ai? Lão quái vật của Nguyên Thần Ma Tông khuôn mặt già nua phát lạnh, mang sát khí điềm nhiên mà nói: Không sai, công tử bột, người là ai? Có người cười khẩy nói: Hay người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hãy xưng tên ra, khiến cho chúng ta xem ngươi có tư cách này hay không nào. Nói chúng ta không biết xấu hổ, công tử bột, ngươi thật là to gan. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi có biết là ngươi một câu mắng không biết bao nhiêu thánh địa hay không? Bạch Nam Hiên thế cũng không khỏi dùng mình một cái, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm chặt tay, ngạo nghễ nói: Ta chính là Thanh Đế Môn Bạch Nam Hiên, đệ tử quan môn của môn chủ. Hóa ra là đệ tử Thanh Liên môn chủ Thanh Đế Môn, khó trách dám to tiếng như vậy. Lão già tam bất triệt cảnh Nguyên Thủy Ma Tông cười ha hả, nét mặt già nua điểm như nói: Người có biết người nói những lời này đắc tội bao nhiêu thánh địa chính ma yêu hay không? Cho dù là sư phụ của ngươi Thanh Liên môn chủ tiến tới cũng không dám nói ra những lời này. Hắn bước về phía trước một bước, lập tức làm cho người ta có một cảm giác thiên địa xoay tròn. Hắn cười ha hả nói: Tiểu tử, quỳ xuống vả vào miệng mình, hướng các vị đồng đạo ở đây xin lỗi đi. Lão phu có thể làm chủ, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi mà tha chết cho ngươi kìa. Khí thế của lão dũng mãnh không gì sánh nổi, ép làm cho toàn thân cốt cách của Bạch Nam Hiên rung động liên hồi. Bạch Nam Hiên cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, lại cố gắng kiên trì đối kháng với khí thế của lão già này, sống chết cũng không quỳ. Vị tiền bối này không nên giận dữ, Bạch huynh nói sai rồi, ta hướng tới chư vị xin lỗi thay hắn vậy. Diệp Phúc thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, tiến nhanh tới phía trước, che chắn trước người Bạch Nam Hiên. Thay hắn đón tiếp khí thế của lão già tam bất triệt cảnh Nguyên Thủy Ma Tông kia đang ép tới. Hắn liếc mắt nhìn quần hùng chung quanh một vòng, mỉm cười nói: Bạch huynh nói các ngươi không biết xấu hổ, nhưng lời này quả thực là nói sai rồi. Các ngươi không phải là không biết xấu hổ, mà là rất 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 không biết xấu hổ. Nhất là lão tiên sinh này, ngài là người không biết xấu hổ nhất kìa. Lời vừa nói ra, không khí lập tức liền lắng đọng xuống. Chư vị cường giả các tại thánh địa sắc mặt đều âm trầm đến đáng sợ, nhìn thẳng vào người đột nhiên xuất hiện này.
người thanh niên mặc áo nam xuất đầu thay cho Bạch Lam Hiên và ba vị thiếu nữ Hàn Nguyệt Cung. Diệp thiếu báo. Thái tử Hỷ cắn chặt răng, vang lên những tiếng lách cách gần ra từng chữ. Thiên sách phủ, Lý Thiên Vương thản nhiên nói. Điện hạ, an tâm chờ một chút, chớ nóng nảy, yên lặng xem biến đi, tiểu tử này chạy không thoát được đâu. Đông Hoàng Mục ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng mà cười nói. Diệp Húc, người cũng tới đây sao? Hắn chính là Diệp Húc, Diệp thiếu bảo sao? Lão già Thái Dương Thần Cung bên cạnh Đông Hoàng Mục vẫn chưa từng mở miệng, đều nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy nói như vậy, đột nhiên mở hai mắt, hai đạo hỏa lãng từ trong mắt hắn bắn ra ngoài, làm cho hư không cháy sụp xuống, uy thế làm người ta vô cùng sợ hãi. Trên mặt của hắn có một vết sẹo hình con rết, lúc này tức giận, vết sẹo màu đỏ giống như con rết bằng máu vậy, mấp máy bò sát trên mặt của hắn, ánh mắt hung ác hung hiểm vô cùng nói. Tây Hoàng Mẫu từng được một kiện trọng bảo của Thái Dương Thần Cung chúng ta, hơn phân nửa ở trong Nam Thiên Môn, nghe đồn Nam Thiên Môn ở trong tay của hắn. Mục Nhi, chuyện này có phải là thật hay không? Đông Hoàng Mục nhẹ nhàng gật đầu, mặt mang thần sắc hổ thẹn, lên tiếng. Đồn đại không có lầm, lần trước ở lĩnh Tây Quy Tàng Môn từng tính cưỡng ép cướp đoạt, lấy thủ đoạn của ta hẳn là có thể bắt được hắn, tuy nhiên lại vướng cường giả của Hoàng Tuyền Ma Tông ra tay, khiến ta không thể không rút đi được. Hay hay, Hoàng Tuyền Ma Tông không ngờ lại mặt dày mày dạn tới trình độ này, không ngờ để cho tuyệt đại cao thủ đi đối phó với đệ tử tiểu bối. Lão giả Thái Dương Thần Cung kia nói xong, vết sẹo trên mặt càng thêm đỏ rực, dường như có thể nhỏ máu xuống rồi vậy, cười lạnh nói. Ứng Tông Đạo là loại người âm hiểm, rào hoạt. Năm đó thắng hiểm ta một chiêu, lưu lại vết sẹo này trên mặt của ta, cả đời này không thể luyện hóa được. Nếu hắn có thể có mặt dày, mày dạn ra tay với ngươi, vậy thì đừng trách ta phá hư quy củ, làm thịt tiểu quỷ này. Những thánh địa khác cũng lập tức nhận ra Diệp Húc. Có người nghiến răng nghiến lợi, có người tim đập thình thịch, hận không thể lập tức ra tay xử lý Diệp Húc cướp đoạt Nam Thiên Môn. Diệp Húc kẻ thù nhiều lắm, hơn nữa trên người hắn mang theo kho báu Nam Thiên Môn, lập tức hấp dẫn hết thể lực chú ý của mọi người lên trên người của mình, hồn nhiên quên đi tồn tại Bạch Nam Hiên. Thậm chí ngay cả ba thiếu nữ Hàn Nguyệt Cung kia cũng không khỏi trợn mắt nhìn Diệp Húc, ánh mắt của các nàng nhìn lên người Diệp Húc, trong mắt ánh sáng đảo liên tục. Bạch Nam Hiên bị mọi người quên lãng, càng ngày càng thêm sùng bái Diệp Húc tột đỉnh, lẩm bẩm nói. Diệp huynh không hổ là nhiệt tình vì lợi ích chung, nhân sinh có thể cầu một người tri kỷ như vậy, còn cần gì nữa đây? Vì lão giả tam bất triệt cảnh Nguyên Thủy Ma Tông nao nao, nét mặt già nua không ngừng run rẩy, cao giọng cười quái dị, tiếng cười rất là khó nghe. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Húc, ngoái ngoái cái lỗ mũi của mình, cười ha hả nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại một lần nữa cho lão phu nghe xem. Diệp Húc cười tủm tỉm nói. Lão tiên sinh, ngài là... Người chết đi! Lão giả kia không đợi hắn nói xong, đột nhiên nâng bàn tay lên, hung hăng chụp xuống đỉnh đầu của Diệp Húc. Ra một tiếng, lực lượng của lão rất mạnh, thiếu chút nữa làm cho thương thiên sụp xuống một mảng lớn. Trong địa phương như Bắc Hải Bí Cảnh thế này, hư không chắc chắn hơn xa vô hoang thế giới. Trong vô hoang thế giới, một quyền có thể oanh xuyên qua hư không, nhưng ở trong này, uy lực xa xa không thể đạt được tới trình độ xuyên không được. Đây là bởi vì nơi này là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, hư không cực đoan củng bố, không thể dễ dàng phá hủy được. Nhưng lão già này lại một trưởng đè sụp thương thiên, đây là thực lực của cường giả tam bất triệt cảnh, một trưởng đè sập hư không so với vô bảo gì cũng lợi hại hơn rất nhiều. Bàn tay to tiếp cận tới, khí tức gần như muốn đập vụn Diệp Húc. Diệp Húc vội vàng kêu lớn, Ứng sư huynh còn không ra tay. Trong tử phủ của hắn, già La Minh Tôn vẫn mượn hai mắt của Diệp Húc đánh ra bốn phía, nghe nói như vậy không khỏi phiền muộn. Ứng Tông Đạo, cái tên bại hoại kia cũng tới đây rồi sao? Còn bà nó chứ, đây là bảo ta ra tay hay sao? Sao, Ứng Tông Đạo tới rồi sao? Đám người khác cũng kinh hãi thất sắc, ba chữ Ứng Tông Đạo như có một loại ma lực kỳ lạ, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại vào lúc này, mi tâm của Diệp Húc đột nhiên vỡ ra, trong đó một nắm tay tối tăm như mực, xẹt một tiếng đập tới. Lão giả kia là một cường giả tuyệt đại, tam bất diệt cảnh của Nguyên Thủy Ma Tông. Tu vi hạn hữu có 102, nhưng làm sao có thể so sánh được với loại hoàng tộc trong ma tộc như Già La Minh Tôn được. Dưới một kích, nắm tay của Già La Minh Tôn đã làm cho thủ trưởng của lão nổ nát, hung hăng lệ một kích ở trên người của lão. Lão già trong lồng ngực truyền ra những tiếng lách cách của xương vỡ, trong miệng hộc máu, héo mòn ngã xuống đất, bị một kích của Già La Minh Tôn làm cho trọng thương. Diệp Húc tiến lên trước một bước,
dẫm nát ngực của lão, cười lạnh mà nói: "Lão tiên sinh, ta không nói sai chứ? Lão nhân gia ngài quả nhiên không biết xấu hổ nhất mà, không ngờ đánh lén ta, đánh lén một tiểu vũ sĩ tam dương cảnh." Những cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông khác thấy thế, khóe mắt giật giật. Lão giả này chính là cường giả trong Nguyên Thủy Ma Tông, địa vị trong Ma Tông gần với tông chủ Ma Tông. Đường đường là thái thượng trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông, lúc này bị một tiểu tử mới vài tuổi đầu dẫm nát dưới chân. Loại nhục nhã này quả thực đánh một cái tát rất mạnh lên thể diện của Nguyên Thủy Ma Tông. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây bởi vì hung danh của Ứng Tông Đạo rất thịnh. 200 năm trước đại sát tứ phương, giết tới các thánh địa không dám nổi nóng. Cho dù là Ứng Tông Đạo sau khi trở thành tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông, tu dưỡng gia tăng, rất ít khi ra tay, nhưng chỉ ba chữ Ứng Tông Đạo đủ làm cho tất cả mọi người phải kinh sợ. Nắm tay màu đen ở trong mi tâm của Diệp Húc vẫn không có lùi lại, mà ngược lại chụp lấy thân hình của lão giả Nguyên Thủy Ma Tông kia, đột nhiên túm lấy lão giả này, sau đó lui ngay vào bên trong mi tâm của Diệp Húc. Sau đó mọi người nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết mao cốt trùng thiên từ trong mi tâm của Diệp Húc truyền ra, tiếp theo là tiếng nhai nuốt phát ra làm cho mọi người dựng cả tóc gáy. Ăn. Một vũ sĩ trừng to hai mắt, mở lớn miệng, kinh hãi muốn chết, lắp bắp thất thanh nói: Lão ma đầu Ứng Tông Đạo này thật sự là người thích ăn người trong truyền thuyết sao? Thái thượng trưởng lão Nguyên Thủy Ma Tông Đồng Bách Xuyên, Đồng trưởng lão, không ngờ bị Ứng ma đạo ăn tươi nuốt sống rồi. Mọi người sắc mặt lộ ra vẻ sầu thảm. Bọn họ nguyên cũng nghe tin đồn về Ứng Tông Đạo. Ứng Tông Đạo năm đó đại sát tứ phương, có tin đồn là Ứng ma đầu này chính là một đại ma đầu ăn tươi nuốt sống người khác. Bọn họ nguyên vẫn chỉ coi đó là một chuyện cười, không nghĩ tới lần này thực sự nhìn thấy Ứng Tông Đạo lão ma đầu này thật sự là ăn thịt người, hơn nữa lại ăn luôn một tuyệt đại cường giả tam bất diệt cảnh. Đã thấy qua hung tàn nhưng chưa từng thấy hung tàn nào sánh bằng lão ma đầu này. Ứng Tông Đạo rất giỏi hay sao? Bên người Đông Hoàng Mục, vị lão giả Thái Dương Thần Cung mở to mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào mi tâm của Diệp Húc. Ánh mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu tử phủ của Diệp Húc, xem hết bí mật ẩn giấu bên trong không gian tử phủ vậy. Diệp Húc trong lòng cả kinh. Nếu như lão già này ánh mắt có thể xuyên thủng tử phủ của hắn, thế tất nhiên có thể nhận ra được người một quyền đánh cho lão già kia chết khiếp đi, sau đó ăn luôn căn bản không phải là Ứng Tông Đạo mà là Đại Minh Tôn Vương ở hàng cổ ma vực. Tới lúc đó chỉ sợ hắn trăm tử vô sinh, tuyệt đối sẽ bị mọi người vây công tới chết. Vị lão giả Thái Dương Thần Cung kia cười ngạo nghễ, lạnh lẽo mà nói: Nếu là Ứng Tông Đạo ra tay, vị sư huynh Nguyên Thủy Ma Tông này chết ngay lập tức rồi. Có thể thấy được bên trong mi tâm tiểu tử này căn bản không phải là bản thể của Ứng Tông Đạo, có thể là một đạo phân thân của Ứng Tông Đạo mà thôi. Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đúng là không có chút nghi ngờ lời của lão giả này. Dù sao người ở đây cũng rất nhiều, chỉ có vị lão giả Thái Dương Thần Cung này là đã từng chiến đấu với Ứng Tông Đạo. Lời của hắn quả quyết không có nói sai. Hơn nữa Ứng Tông Đạo ăn thịt người, chuyện này nói ra thật sự nghe giận cả người. Nhưng mà nếu là phân thân của Ứng Tông Đạo ăn thịt người thì lại khác, cũng không quá kỳ lạ như vậy. Dù sao hóa thân của vũ sĩ thiên kỳ bách quái, có người thậm chí còn đem thượng cổ yêu thú luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Vì theo đuổi hùng mạnh thường thường giữ lại yêu tính của yêu thú, khi yêu tính đại phát ăn thịt người cũng không hiếm thấy. Nói thật là nếu như bản thể của Ứng Tông Đạo ra tay, bọn họ căn bản không dám có chút ý đồ gì với Diệp Phúc cả. Nhưng nếu chỉ là một khối phân thân của Ứng Tông Đạo, đủ cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Diệp Phúc cũng nhẹ nhàng thở ra. Vị lão giả Thái Dương Thần Cung này tuy rằng mạnh mẽ nhưng còn không mạnh tới mức nhìn thấu không gian tử phủ của hắn. Hắn thản nhiên nói: Ứng sư huynh, một khối phân thân cũng là Hoàng Tuyển Thánh Tông tông chủ, một khối phân thân của hắn giết chết vài vị cường giả tam bất diệt cảnh chỉ sợ cũng không nói chơi đâu. Mọi người trong lòng dùng mình, không nói gì nữa. Diệp Phúc nói đúng, Ứng Tông Đạo là cao thủ nhân hoàng kỳ, cho dù là một khối phân thân cũng có thể xử lý được vài vị tuyệt đại cường giả tam bất diệt cảnh. Ứng Tông Đạo chỉ một khối hóa thân thôi cũng có thể lợi hại như vậy sao? Có thể giết sạch mọi người chúng ta sao? Chẳng lẽ hắn là vô hoàng ư? Người khác tin, hạ gia ta tuyệt đối không tin. Hư không kịch liệt run rẩy, hạ gia khống chế thiên đỉnh ầm ầm giáng xuống, rơi vào bên trong thành. Xuống phía trước cung điện, thiên đỉnh này dù sao cũng không phải là thiên đỉnh chân chính, mà là phòng chế phẩm. Lúc này, ở trong hành cung Nghệ Hoàng Bắc Hải Bí Cảnh, cũng bị khí tức vô hoàng và khí tức thiên giới áp chế, không còn to lớn như trước nữa. Tuy nhiên, đại đỉnh này uy năng cũng không thể khinh thường.
nếu như thúc giục toàn bộ thực lực đánh chết cường giả tam bất diệt cảnh cũng không nói chơi. Trung Châu Hạ Gia có nhiều cường giả từ trong đỉnh nối tiếp nhau đi ra, nhân số không ít. Trường giả cầm đầu đám người Hạ Gia hướng tới Diệp Phúc hơi hơi chắp tay cười lạnh mà nói: Ứng sư huynh, không phải Hạ Gia ta không để cho ngươi mặt mũi, mà là Nghệ Hoàng hành cung hôm nay Hạ Gia ta tình thế bắt buộc phải vào. Ba người nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung này bất kể như thế nào cũng phải dẫn đường cho Hạ Gia ta hôm nay. Hôm nay Hạ Mỗ nói hơi quá, ngày khác sẽ tự mình tới cửa tạ tội, xin lỗi Ứng sư huynh. Lời này của hắn hiển nhiên không phải nói với Diệp Húc, mà là với hóa thân của Ứng Tông Đạo trong mi tâm Diệp Húc kia. Về phần xin lỗi chỉ là khách khí mà thôi, Hạ Gia vô cùng kiêu ngạo, cho dù thực sự đối lý cũng không tới nhà mà xin lỗi. Diệp Húc không khỏi khó xử, quay đầu nhìn về phía ba nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung. Nếu hắn tùy ý làm bậy, những cường giả này chỉ sợ lập tức ra tay đánh chết hắn cùng hóa thân Ứng Tông Đạo, sau đó bắt giữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung tiến vào hành cung Nghệ Hoàng. Thiếu nữ áo đen Lộ Dao Giả chân thành tiến lên thì lễ với Diệp Húc và Bạch Tam Hiên, nhỏ giọng nói: Đa tạ đại sư huynh ra tay cứu hộ, ba người sư muội chúng ta tuy rằng bất tài nhưng cũng không thể khiến cho hai vị sư huynh mạo hiểm với chúng ta. Nàng ngẩng đầu lên cười lạnh mà nói: Chư vị, nếu các ngươi muốn tiến lên Nghệ Hoàng hành cung, vậy thì đi theo ta đi. Lộ Dao Giả cùng hai nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung cất bước đi vào bên trong hành cung Nghệ Hoàng. Các cường giả các lĩnh địa khác liếc nhau đứng dậy đi theo các nàng vào bên trong hành cung. Diệp huynh, chúng ta muốn đi vào hay không đây? Bạch Tam Hiên nhỏ giọng mà nói. Diệp Húc cân nhắc một chút, lắc lắc đầu: Nơi này tuyệt thế cường giả rất nhiều, tùy tiện một người chúng ta cũng không phải là đối thủ. Chỉ tính lão quái vật tam bất diệt cảnh đã có tới 7-8 người rồi, cường giả tam thương cảnh đã có tới 10 mấy người, long xà hỗn hợp. Ta phòng chừng Nghệ Hoàng hành cung kỳ thực cũng không có bảo vật gì trọng yếu, chúng ta tốt nhất là không nên tham dự vào những vũng nước đục này, thanh thản ổn định ở bên ngoài cướp đoạt một ít bảo vật thì tốt hơn. Chu Thiên Tinh Cung Thạch Sư huynh, không biết lệnh đệ có mạnh khỏe hay không vậy? Thái Tử Hỉ đột nhiên cười ha ha một cái, không biết vô tình hay là cố ý, liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, hướng Thạch Tinh Hải cười nói: Trong bàn Hoàng Lăng, Lý Mỗ đã từng chứng kiến đệ đệ Thạch Tinh Vân, lệnh đệ cảnh ngộ không ổn đâu, bị Diệp huynh nắm ở trong tay, thậm chí còn bị Tiểu Quang Minh Thánh Địa Đàm Phương Sơn Đàm Phương huynh đánh cho bị thương kìa. Thạch Tinh Hải và nhiều cao thủ của Chu Thiên Tinh Cung đang định tiến vào Nghệ Hoàng hành cung, nghe vậy lập tức dừng lại, ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Húc, sắc mặt tức giận âm trầm đến đáng sợ. Diệp phong chủ, xá đệ trẻ người non giá, nếu có nơi nào mạo phạm xin mời Diệp phong chủ rộng lượng. Thạch Tinh Hải trên mặt hiện ra một đạo thanh quang, lập tức khôi phục lại như cũ, nhìn về phía Diệp Húc như cười mà không phải cười. Không biết Diệp phong chủ muốn cái gì mới có thể thả xá đệ ra đây? Diệp Phúc trong lòng trầm xuống, biết Thạch Tinh Vân ở trong tay của hắn, ngoại trừ Thái Tử Sơ thì đó là Thái Tử Hỉ. Thái Tử Sơ đã chết vì Thủy Hoàng Đế mượn xác hoàn hồn, hắn vẫn không có để chuyện này ở trong lòng, tuy nhiên lại xem nhẹ Thái Tử Hỉ. Thái Tử Hỉ có thể chạy trốn trong tay Thái Tử Sơ, thực lực không kém. Người này nhìn giống như quân tử đôn hậu vô cùng, giống như một thế hệ minh quân, nhưng tâm cơ của hắn không kém so với Thái Tử Sơ. Lúc này nhắc lại chuyện xưa, đơn giản là tạo thêm phiền toái cho Diệp Húc, hơn nữa phiền phức không chỉ có một. Không biết đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa của ta, Đàm Phương Sơn ở nơi nào? Một trường giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa nghe thế vậy, vọt tới, đằng đằng sát khí cười lạnh mà nói: Mong rằng Diệp phong chủ có thể thông báo cho ta một tiếng. Thái Tử Hỉ, vẻ mặt mang theo bi ai cực độ, rơi lệ mà nói: Đáng thương Đàm huynh và Diệp huynh công bình mà đánh giá, kỹ kém thêm một bậc. Không chỉ bị Diệp huynh đánh thành thịt vụn, thậm chí ngay cả nguyên thần Quỷ Nghiêu và Cú Mang cũng bị Diệp huynh nuốt trọn. Đàm huynh Cú Mang nguyên thần hẳn là nguyên thần tiên thiên ngũ hành của Úc Khánh Sơn, Úc huynh đi. Đáng thương, Úc Khánh Sơn huynh đệ chết thảm trong tay Diệp huynh, thậm chí ngay cả người kế thừa di chí của hắn, Đàm Phượng Sơn Đàm huynh cũng không thể trốn thoát được khỏi vận rủi. Hai vị nhân kiệt nhân tài này cứ như vậy mà ngã xuống, thực sự làm cho người ta phải rơi lệ than tiếc mà. Nhiều cao thủ của Tiểu Quang Minh Thánh Địa sắc mặt âm trầm, một cỗ sát khí phóng lên trên cao. Thái Tử Hỉ lắc đầu cảm thán, thở dài mà nói: Diệp huynh tu luyện Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh của Nguyên Thủy Yêu Tông các ngươi so với Yêu Tông Thất Thánh còn muốn cao hơn nhiều, quả thực là làm cho người ta chật chật lấy làm kỳ lạ. Hơn nữa Diệp huynh Cửu Chuyển Nguyên Công cũng tu luyện tới hoàn cảnh cao thâm vô cùng, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh cũng tu luyện tới độ cao làm cho người ta phải nghẹn họng mà nhìn chân chối. Diệp huynh một mình kiêm nhiều pháp môn,
còn có thể tinh tiến như vậy, khiến cho Lý Mỗ không thể không kính nể. Sao, tiểu bối, ngươi tu luyện nguyên thủy vạn hóa quy nguyên kinh của yêu tông ta sao? Khó trách tu vi của ngươi lại tăng vọt nhanh chóng như vậy, từ một hạng người vô danh tiểu tốt nhảy thành vũ sĩ tam dương cảnh. Ba lão yêu quái tam thứng cảnh nguyên thủy yêu tông nghe vậy lập tức dừng chân, ánh mắt như điện nhìn thẳng về phía Diệp Húc. Cao thủ vạn kiếp môn cũng dừng lại, bộ mặt âm trầm. Diệp Húc thầm nhủ không ổn, những thánh địa này quan hệ vốn cực kỳ tinh tế, tuy biết rằng Diệp Húc thân mang trọng bảo nhưng ngại một khối thân hoại hóa thân của Ứng Tông Đạo trong tử phủ của hắn, bởi vậy tính toán liệu sự mà làm việc. Tuy nhiên hiện giờ Diệp Húc làm cái gì đều bị Thái Tử Hỷ điểm ra, những thánh địa này chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Chỉ nghe thấy Thái Tử Hỷ tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu, cảm thán vô cùng mà nói: Diệp huynh, thân kiêm tâm pháp của các đại thánh địa, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, Thiên Nhân Tông Dư Nhân Kiệt, Dư sư huynh, tu vi cao thâm cỡ nào chứ, không ngờ cũng thua trong tay của Diệp huynh, thì cốt không còn, bị chết vô cùng thê thảm, làm cho người ta cảm thán không ngừng mà. Ta còn nghe nói Hạ gia vài vị thiên tài cũng thu dưới tay của Diệp huynh, khiến cho Diệp huynh đạt được tâm pháp của Hạ gia, thậm chí còn luyện chế chín khẩu đại đính. Hạ Tùng Giang tiền bối cũng thua ở trong tay của hắn, ôm hận mà đi. Hắn cảm thán nói tiếp: Diệp huynh thật như là có trời trợ giúp vậy, một người độc chiếm kho báu Tây Hoàng, đạt được Nam Thiên Môn, lại được hai vị công chúa Thiên Đô Cung yêu ái, tương lai trở thành con rể Thiên Đô Cung, tay lại cầm kho báu Tây Hoàng, bảo vật trong đó tùy hắn lấy, thực sự làm cho người ta cực kỳ hâm mộ không ngừng. Thậm chí nói không chừng còn có thể luyện chế cửu đỉnh mới, thay thế Hạ gia cửu đỉnh cũng không phải là không có khả năng đâu. Thiên Nhân Tông và các môn phái khác lúc này cũng bất chấp tiến vào hành cung Nghệ Hoàng, tất cả đều dừng lại. Mấy vị cường giả Trung Châu Hạ gia liếc mắt nhìn nhau, ngăn lại đám người Lộ Giao già, hướng Diệp Húc mà nhìn lại. Trưởng lão Tam Bất Triệt Cảnh già nhất như cười như không mà nói: Diệp phong chủ, Hạ gia đệ tử chúng ta giao thủ với ngươi bị thua thân tử, kỹ không bằng người cũng không có gì đáng trách cả. Tuy nhiên mong rằng phong chủ có thể giao ra tâm pháp và vũ bảo của Hạ gia, miễn cho bị thương tiêu hỏa khí của Trung Châu Hạ gia với Hoàng Tuyển Ma Tông. Hắn nhìn thẳng vào mi tâm tử phủ của Diệp Húc, cười ha hà mà nói: Ứng tông chủ, người nói đề nghị lại của Hạ Mỗ như thế nào? Ý tứ của hắn không thể nghi ngờ là Diệp Húc giao ra kiều đỉnh bản thân luyện chế, sau đó hủy bỏ tâm pháp Hạ gia mà Diệp Húc đã tu luyện. Một vị lão giả của Vạn Kiếp Môn đứng ra, thanh âm giả nua, gật đầu nói: Không sai, Ứng tông chủ, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng hiện giờ chúng ta liên kết lại, dễ dàng có thể chấn tử được ngươi. Mong rằng Ứng tông chủ không nên cậy mạnh. Vạn Kiếp Môn ta không phải là bức người quá đáng, chỉ hy vọng Ứng tông chủ có thể chủ trì công đạo, phế bỏ Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh trên người của tên tiểu tử này đi. Ngoại trừ Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, còn có kiểu chuyển nguyên công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa ta kìa. Nguyên thủy vạn hóa quy nguyên kinh chính là bí mật bất truyền của Nguyên thủy yêu tông ta, làm sao có thể truyền tới tay người ngoài được chứ? Còn mời Diệp phong chủ giao ra xá đệ, không cần làm tổn hại tới thể diện hai nhà Tinh Cung và Hoàng Tuyển Ma Tông. Còn có kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Môn, một tòa kho báu Tây Hoàng chỉ sợ không kém hành cung Nghệ Hoàng là bao nhiêu. Loại bảo vật này phải có người có đức có tài mới có thể giữ được. Hoàng Tuyển Ma Tông các ngươi có một đệ tử như vậy, quả thực làm mất thể diện của Hoàng Tuyển Ma Tông. Mong rằng Ứng sư huynh giao ra Nam Thiên Môn. Bạch Nam Hiên nhìn xem mà nghẹn họng chân chối. Hắn trăm vạn lần không ngờ Diệp Húc lại làm ra nhiều chuyện long trời lở đất như vậy. Không ngờ hắn gần như đắc tội với tất cả thánh địa chính ma yêu. Trong lòng âm thầm nói: Thế nhân đúng là hiểu lầm Diệp huynh quá sâu, thực sự là quá sâu. Bọn họ làm sao biết được Diệp huynh lưng đeo nhiều ủy khuất, bản tâm ta sáng như trăng, thế nhưng không biết làm sao cả. Ba nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung, Lộ Giao già thì mở lớn hai mắt ngơ ngác nhìn Diệp Húc. Các nàng hồn nhiên cũng không dự đoán được biến cố này. Hiện giờ tính trọng yếu của Diệp Húc đối với các thánh địa hiển nhiên vượt qua sự chú ý với ba người các nàng. Lộ Giao già liên tục nhìn coi, hào quang trong mắt chớp động, không biết trong lòng đang nghĩ tới cái gì. Chư vị, các người muốn phế bỏ Nhất Thần Phân Hóa, Kiểu Chuyển Nguyên Công, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh và nhiều tâm pháp khác của ta, đây không phải là muốn phế bỏ tu vi của Diệp Mỗ, bố trí ta vào chỗ chết hay sao? Diệp Húc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thản nhiên rồi nói: Trong địa phương như Bắc Hải biết cảnh này, phế bỏ tu vi chỉ sợ ta lập tức sẽ bị khí tức của Thái Hoàng Thiên và uy áp của Nghệ Hoàng để chết thôi. Hơn nữa Nam Thiên Môn là vật của Diệp Mỗ, chư vị muốn ta giao ra Nam Thiên Môn đây không phải là muốn cướp đoạt hay sao? Chư vị đều là người có danh dự và uy tín, chẳng lẽ muốn động thủ với một văn bối như ta hay sao? Diệp phong chủ,
nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện. Hạ gia trưởng lão thản nhiên nói, lão phù đang nói chuyện với Ứng sư huynh, ngươi không có tư cách mở miệng. Ứng sư huynh còn mời các hạ cho những thánh địa chúng ta một công đạo, nếu không đừng trách chúng ta xé rách thể diện, đánh chết hóa thân của Ứng sư huynh tại đây. Ứng sư huynh có một sư đệ như vậy, thật sự là sư môn bất thánh, không bằng khiến ta giúp Ứng sư huynh thành lý môn hộ, diệt trừ bại hoại giang hồ này. Không sai, Ứng sư huynh đừng vì một giang hồ bại hoại mà hủy đi một đời anh danh của mình. Mở miệng nói chuyện đều là các cường giả, các đại thánh địa, thấp nhất cũng là đại vu tam thứ cảnh. Những người này tùy tiện đưa ra một vị dậm chân cũng đủ làm cho giang hồ run rẩy. Bọn họ ra mặt nói chuyện, cho dù là một thánh địa cũng phải nhân nhượng ba phần, cấp vài phần thể diện. Lúc này, già Lam Minh Tôn tránh ở bên trong mi tâm Diệp Phúc, trong lòng lo sợ bất an, thầm nói không ngừng. Còn bà là chứ, lần này thì nguy rồi, không xong. Ta nguyên tưởng rằng Đại Minh Tôn vưng như lão tử ta, tiếng đã xấu rồi, bởi vậy mới nhờ lên trên người tên tiểu tử này. Không nghĩ tới tên tiểu tử này, trình độ hỗn độn còn trên cả lão tử ta nữa kìa. Những cái tên khốn kiếp này, nếu như đồng loạt ra tay mà nói, chỉ sợ ngay cả lão tử ta cũng bị đánh cho tan xương nát thịt. Ứng sư huynh, người suy xét thế nào? Hạ gia trưởng lão tam bất chật cảnh bước lên trước một bước, phía sau thiên đỉnh kêu lên ong ong, đè xuống hư không, chỉ thấy bên đỉnh một khối không gian vặn lên tung tóe. Hắn thẳng như nói, giao ra Nam Thiên Môn, phế bỏ tiểu tử này, mọi người về sau hòa khí. Không giao ra Nam Thiên Môn, không phế bỏ tiểu tử này, sau này Hoàng Tuyển Ma Tông là địch của Trung Châu Hạ gia ta, là địch của tất cả thánh địa. Chư vị cần gì phải bức người quá đáng như vậy? Diệp Phúc cánh mắt lay động, khắp nơi tìm kiếm lối thoát thân, chỉ thấy bốn phương tám hướng đã bị những cao thủ tế khởi bất diệt chi bảo, tam tướng chi bảo chấn áp hư không, thiên đỉnh bao lại toàn bộ hành cung Nghệ Hoàng, thậm chí ngay cả không gian cũng bị giam cầm. Đừng nói là hắn, cho dù là một đại vô tam bất diệt cảnh, cho dù là Già La Minh Tôn toàn lực ra tay, căn bản cũng không có khả năng chạy thoát được. Các người muốn chết sao? Diệp Mẫu hôm nay sẽ thành toàn cho các người. Diệp Phúc lúc này đã điên lên rồi, hắn quát một tiếng, Nam Thiên Môn từ trên trời giáng xuống, dựng thẳng trước mặt mọi người, kho báu Tây Hoàng rút cuộc lại lộ ra trước mắt mọi người. Ông một tiếng, một quan tài màu đen đột nhiên hiện ra trước Nam Thiên Môn. Diệp Phúc nhìn xung quanh một vòng, cười lạnh mà nói, một đám lão giả kia chỉ biết ỷ thế hiếp người. Được, hôm nay Diệp Mỗ ta sẽ cho hết thảy các người được đi thấy sứ tổ. Nam Thiên Môn vừa ra, trong nháy mắt tất cả mọi người an tĩnh lại ngơ ngác nhìn tòa cửa lớn này, yết hầu có chút khô khốc. Nam Thiên Môn này tuy rằng là phòng chế phẩm mà Tây Hoàng lựa chế, nhưng dù sao cũng là dựa theo viễn cổ thiên đình mà chế tạo. Trong đó không chỉ có kho báu của Tây Hoàng, đồng thời bao hàm một bộ phận những bí mật của viễn cổ tiên nhân. Tạo hình của nó có phong cách rất cổ xưa, trên cửa phù điêu cũng không phải là phong cách của vô hoàng thời đại này, mà là phù điêu tiên thần viễn cổ cự thú ở thời đại cổ đại. Đây là tình hình hưng thịnh của viễn cổ thiên đình trước khi lục đạo tan biến. Tây Hoàng đạt được viễn cổ truyền thừa, chỉ là phù điêu trên cửa cũng đủ cho người ta phải nghiên cứu một đoạn thời gian. Tòa cửa lớn này có thể nói là gần với cấm bảo tồn tại, thậm chí có thể cất giấu cấm bảo ở trong đó. Đại đường Thiên Vương Phủ, nhị thập bát thiên linh lung hoàng kim bảo tháp cũng là bất diệt chi bảo, được căn cứ vào viễn cổ truyền thừa mà rèn thành. Nó được xưng là có thể phong ấn 28 chư thiên, nhưng so với tòa Nam Thiên Môn này thì vẫn là có thể có vẻ thô ráp hơn rất nhiều. Dù sao, đây cũng là vô bảo do một thế hệ vô hoàng lựa chế mà ra, mà linh lung hoàng kim bảo tháp lại là tổ tiên Thiên Vương Phủ tam bất diệt cảnh Lý Thiên Vương rèn lên, uy lực và công hiệu căn bản không thể so sánh nổi. Tòa Nam Thiên Môn này lặng lặng đứng trước mặt mọi người, sặc sỡ loa mắt, giống như một tòa kho báu chưa mở ra, chờ đợi mọi người đi khai quật bảo tàng lên bên trong đó. Mà Thái Tử Hỷ thì nhìn chằm chằm vào linh cứu thanh đăng trước Nam Thiên Môn, chỉ thấy thanh đăng pang pang cháy lên đèn, trong ánh mắt lúc này cũng có hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thiên Sách Phủ Hạ Hạt, Thiên Vương Phủ Lý Thiên Vương, Trình Vương Phủ Trình Vương cùng với Tần Vương Phủ Tần Vương nhìn khẩu quan tài màu đen này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quan tài màu đen này nguyên bản là do nhiều cường giả Thiên Sách Phủ đồng loạt ra tay, hàng phục được quan tài này, thu cái bất diệt chi bảo giao cho Thái Tử Hỷ sử dụng. Không nghĩ tới quan tài màu đen này hiện giờ lại là ở trong tay Diệp Phúc. Nam Thiên Môn vẫn là giao cho ta đi thôi. Vị cao thủ tam tướng cảnh của Vạn Kiếp Môn vừa ra tay đối phó với nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung đi nhanh về phía Diệp Phúc. Sắc mặt của hắn hồng nhuận giống như đang say rượu vậy,
bởi vì yết hầu có chút khô cho nên thanh âm rất khô khan, cười ha hả mà nói: "Ta ngược lại muốn nhìn người làm như thế nào để đưa ta đi." Bàn tay của hắn trực tiếp đập ra, chộp thẳng tới Nam Thiên Môn. Cùng lúc đấy, lại có 7 tên cường giả tam tướng cảnh đồng loạt ra tay, 8 bàn tay to lớn chụp thẳng vào Nam Thiên Môn. Lang keng lang keng. Kim Long Giản 36 tiết của Tần Vương phủ đột nhiên va chạm vào nhau, hóa thành hai đầu kim long, tản mát ra khí tức vô cùng trầm trọng. Bức mở 8 đại cao thủ tam tướng cảnh này ra ngoài. Hai đầu kim long giống giận từ giữa không trung giơ vuốt chụp thẳng tới Nam Thiên Môn. A! Không trung đột nhiên một đồng lô rơi xuống, trong đồng lô một vòng mặt trời chói chang dâng lên, hung hăng đặt lên trên Kim Long Giản 36 tiết. Trong mặt trời chói chang bay ra một đầu tam túc kim ô, a lên một tiếng, giơ nanh vuốt chụp thẳng vào đầu kim long kia. Không ngờ nó vô cùng hung hãn, tính toán chặt đứt đầu hai con kim long này. Đúng là lão già có vết sẹo hình con rết trên mặt của Thái Dương Thần Cung đã ra tay. Lại vào lúc này, nhị thập bát thiên linh lung hoàng kim bảo tháp quang minh đại phóng, hoành không mà tới, hung hăng chạm thẳng vào Thái Dương Thần Lô, đánh bay Thái Dương Thần Lô ra ngoài. Ông một tiếng, một tòa lầu cao 33 tầng từ trên trời giáng xuống, một cỗ kiếp vân tràn ngập thân lâu, vô số lôi đình chạy nhảy khắp nơi. Đây là cao nhân của Vạn Kiếp Môn ra tay, trực tiếp triệu tập cấm bảo ảo ảnh Vạn Kiếp Thiên Lâu giáng lâm, hướng tới Nam Thiên Môn mà bao phủ lấy. Vạn Kiếp Thiên Lâu sắp sửa thu đi Nam Thiên Môn, lập tức thiên đỉnh hạ ra đánh tới, nghiền nát ảo ảnh Vạn Kiếp Thiên Lâu. Đồng thời, nhiều cao thủ các thánh địa khác cũng đồng loạt ra tay. Những người này cản trở lẫn nhau, công kích lẫn nhau, vừa muốn cướp đi Nam Thiên Môn, lại e sợ bị người khác đắc thủ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ở giữa không trung từng loại tam tướng chi bảo, bất diệt chi bảo cùng ảo ảnh cấm bảo va chạm lẫn nhau, tản mắt ra khí tức hủy diệt. Những bảo vật này uy lực có thể đủ hủy thiên diệt địa, cho dù là Bắc Hải Biết Cảnh, phiến mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này cũng không chịu nổi, thành lớn của Nghệ Hoàng kiến tạo này cũng không thể chịu nổi. Khí lãng mênh mông quét ra khắp mọi nơi, làm cho nguyên một góc thành ốc bị phá hủy hết thảy, tất cả hóa thành bột mịn, không chút tồn tại. Tòa thành cổ to lớn này hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại hành cung Nghệ Hoàng phía sau lưng Diệp Húc là còn có thể duy trì được lại đầy đủ. Hành cung Nghệ Hoàng dường như có một loại lực lượng kỳ lạ, khiến cho đứng sừng sững không ngã trước dư âm của đủ loại bất diệt chi bảo công kích. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên đứng ở dưới Nam Thiên Môn, bị nhiều vô bảo tản mát ra uy năng bức mở, khó có thể thở dốc. Thậm chí hai người còn bị ép tới trực tiếp hộc máu. Tam tướng chi bảo thì không nói, Diệp Húc còn có thể chống đỡ được, nhưng bất diệt chi bảo uy năng thực sự là khủng bố. Tuy rằng không có trực tiếp công kích lên người bọn họ, nhưng dư uy đủ làm cho một đám đại vu tam thần cảnh chết cả một mảng lớn. Diệp huynh, làm sao bây giờ? Bạch Nam Hiên đau khổ kiên trì, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị dư uy của những vô bảo này chấn cho tan xương nát thịt, không khỏi lo lắng mà nói. Làm sao bây giờ? Diệp Húc quay tay nắm lấy linh cứu thanh đăng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc khẩu quan tài này lên, giận dữ cười to nói: "Đương nhiên là đưa bọn họ quy thiên hết thảy rồi." Quan tài mở ra, một cỗ âm phong thổi ra. Diệp Húc đợi một lát, mắt nhấp nháy, chỉ thấy trong quan tài đen nhánh một mảnh, một chút động tĩnh cũng không có. "Minh Tôn, ngươi còn không ra tay, tớ khởi khẩu quan tài này đi." Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, một bàn tay to của Già La Minh Tôn trong tử phủ hắn xuất hiện, ôm lấy linh cữu, dựng thẳng khẩu quan tài này lên. Miệng quan tài hướng ra bên ngoài, quát khẽ một tiếng. Vù! Quan tài này càng lúc càng lớn, dần dần biến thành to lớn, gần như Nam Thiên Môn, cao tới mấy trăm trượng, tối như mực. Người ta chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ không tự chủ được mà lông tóc dựng ngược, cảm giác sợ hãi vô cùng. Bổn vương trước tiên thu khẩu quan tài này của ngươi. Trình Vương phủ Trình Phương khiêng liệt thiên phủ bước đi tới, nhìn về phía linh cứu thanh đăng, trên mặt lộ ra giận dữ. Bàn tay to của hắn nhanh chóng hướng tới linh cứu thanh đăng chụp tới. Hắn cười lạnh nói: "Ứng tông đạo, ứng tông chủ, người không ngờ lại còn dám ra tay, chẳng lẽ không sợ chư vị đồng đạo diệt khối hóa thân này của ngươi hay sao?" Ông một tiếng, một đạo kim tiến quang đột nhiên từ trong quan tài bắn ra, xẹt xẹt một tiếng xuyên thủng bàn tay to của hắn, bắn thẳng qua ngực của hắn, tạo thành một lỗ hổng cực lớn trên thân thể của hắn. Tiễn khí này dài tới trăm trượng, sau khi bắn xuyên qua thân thể của hắn, dư uy không chỉ như vậy, liên tục xuyên thủng ba gã tam thần cảnh đại vu, làm cho ba người này ầm ầm nổ nát. Trình Vương ngẩn ngơ nhìn cửa động trước ngực của mình, trong mắt tràn ngập không thể tin nổi. Hắn lẩm bẩm mà nói: "Không đúng, linh cứu thanh đăng không có phương pháp công kích như thế này." Ong ong ong.
tiễn khí màu vàng giống như che trời phủ đất lao ra khỏi quan tài, trong nháy mắt đã xuyên thủng qua thân thể của hắn, phá thành những cái sàng. Ngay cả trán của hắn cũng bị một đạo tiễn khí xuyên thủng, trực tiếp bắn qua nguyên thần pháp tướng đóng đinh hắn lại. Trong tay của hắn là một kiện bất diệt chi bảo tổ tiên truyền lại, liệt thiên phủ cũng bị vô số tiễn khí bắn thành cái động, uy năng tổn hao đi nhiều. Xoẹt vù, trước mặt Diệp Húc vô số tiễn khí trong nháy mắt đã che kín toàn bộ không gian dài tới mấy trăm trượng, rít cả mà lao tới. Ngay lập tức nó bao phủ mấy trăm cường giả đang tranh đoạt Nam Thiên Môn lại. Chỉ nghe thấy tiếng kêu lên thảm thiết không ngừng, không biết bao nhiêu người bị kim sắc tiễn khí xuyên thủng thân thể, bắn chết nguyên thần. Cả đám người thân hình ầm ầm nổ tung, đại vu tam thần cảnh một kích chí mạng, căn bản không cần phải tới tiễn thứ hai. Cường giả tam tướng cảnh cũng không thể chống lại được tiễn khí, thân thể và pháp tướng bị tiễn khí bắn đóng đinh tại chỗ. Không tới một cái hô hấp, liền có hơn 300 người chết thảm, trong đó có không biết bao nhiêu tam thần cảnh, tam tướng cảnh, tuyệt đỉnh cao thủ. Những nhân vật trụ cột của các đại thánh địa lập tức bị hủy diệt hơn phân nửa trong tay Diệp Húc. Cảnh tượng này có thể nói là máu chảy thành sông, nhiều cường giả như vậy dậm chân một cái, thiên hạ đều phải run rẩy. Không ngờ bị Diệp Húc một lần giết chết tới hơn phân nửa. Không xong rồi. Lão già Thái Dương Thần Cung sắc mặt kịch biến, vội vàng triệu hồi Thái Dương Thần Lô, bắt lấy Đông Hoàng Mục, thả người nhảy vào bên trong lô. Vô số tiên khí chen chúc mà tới, đong đoang va chạm vào Thái Dương Thần Lô, đánh bay khẩu thần lô này đi thật xa. Khẩu Thái Dương Thần Lô này chính là lão già căn cứ theo cấm bảo của Thái Dương Thần Cung mà chế lại. Nó đã đạt tới độ cao của bất diệt chi bảo, uy lực cực kỳ mạnh. Lúc này tiên khí tuy rằng không thể phá hủy được thần lô, nhưng lão già này cũng không thể khống chế được thần lô, chỉ có thể tạm thời bảo vệ quanh thân mà thôi. Lý Thiên Vương và Trình Vương vội vàng quát một tiếng, rất nhiều cao thủ Thiên Sách Phủ hợp lực thúc giục Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Bên trong số bọn họ còn không có cường giả tam bất diệt cảnh, không thể hoàn toàn thôi phát được uy lực của bất diệt chi bảo, chỉ có thể mười mấy người cùng nhau liên kết đồng thời đối kháng với tiên khí. Thạch Tinh Hải và cường giả Tinh Cung hợp lực tế khởi một tòa chính phản Chu Thiên Tinh Đấu trụ quang đại trận, lấy uy năng đại trận xóa nhòa đi tiên khí. Tiên khí này chẳng nhẽ là do kim tiễn của Nghệ Hoàng tàn mát ra tiên khí hay sao? Nghệ Hoàng kim tiễn, bá hạ lão tổ, nhất định ở trong tay của tiểu tử này. Rất nhiều cao thủ của Hạ gia vừa sợ vừa giận, không vội nghĩ lại, thả người nhảy dựng lên vào bên trong thiên đỉnh né tránh tiễn khí tập sát tới. Còn những người khác, có người hợp lực triệu tập ảo ảnh cấm bảo lại chống lại tiễn khí, có người thì liên kết tế khởi một kiện bảo vật mưu cầu phát huy uy năng của vu bảo tới mức lớn nhất. Chỉ thấy tiễn khí giống như châu chấu đi qua, rậm rạp vô cùng, đánh vào phía bên trên vu bảo bảo vệ bọn họ. Những tiếng va chạm đến long trời lở đất, không biết có bao nhiêu ảo ảnh cấm bảo bị xuyên thủng. Trong đó một cường giả tam tướng cảnh của Tiểu Quang Minh Thánh Địa vận chuyển cửu chuyển nguyên công cứng rắn chống lại tiễn khí, chỉ bị trúng hơn 10 tiễn liền phá vỡ cửu chuyển kim thân, bị bắn thành thịt vụn. Lại có 4 đại vu tam tướng cảnh hợp lực thúc giục một kiện tam tướng chi bảo hình dạng bảo luân, thôi phát uy năng của bảo vật tới mức lớn nhất. Tuy nhiên bảo luân này cũng rất nhanh bị bắn nát, 4 người hết thảy bị tiễn khí bao phủ, thi cốt không còn. Diệp Húc không thể dự đoán được linh cứu thanh đăng sưu tập tiễn khí uy năng lại mạnh mẽ tới như vậy, giết người như thế rau, đảo qua một mảng tảng lớn cao thủ hy sinh. Hắn lấy ra Nam Thiên Môn chính là vì thời khắc này, lấy Nam Thiên Môn hấp dẫn lực chú ý của nhiều cao thủ các thánh địa, sau đó tế khởi tiên khí của Nghệ Hoàng đánh cho những người này một đòn uy thế phủ đầu. Tuy nhiên hắn cũng không đoán được tiên khí của Nghệ Hoàng lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy. Đây là tiên khí bên trong kim tiễn mà Nghệ Hoàng luyện chế ra. Nghệ Hoàng dùng cái tiễn này để đóng trụ ý chí bất tử của đại hạ hoàng triều, bá hạ lão tổ. Kim tiễn bắn ra tiên khí, một tiễn liền có thể bắn chết vô số viễn cổ cự thú, ngay cả Già La Minh Tôn, đại tôn Minh Vương mạnh mẽ như vậy cũng không dám chống lại. Có thể thấy được tiễn khí này sắc bén, uy lực lớn lao ra sao. Trong linh cữu góp nhặt số lượng kim tiễn Nghệ Hoàng nhiều không đếm xuể. Những tiễn khí này hiện giờ được thả ra ngoài, thậm chí ngay cả bất diệt chi bảo cũng bị lọt vào công kích nghiêm trọng, uy năng có thể bị hao tổn. Đi. Trong quan tài đột nhiên không còn tiên khí bắn ra nữa, Diệp Húc lập tức thu hồi Nam Thiên Môn và linh cứu thanh đăng, nắm lấy Bạch Nam Hiên đang đứng ngây ra tại bên cạnh, xoay người chạy vào bên trong hành cung Nghệ Hoàng. Lộ Giao Già và ba vị nữ nhân Hàn Nguyệt Cung cũng đứng ngây người mà xem. Các nàng đang đứng trước hành cung, Diệp Húc cũng không chút giải thích, cuốn lấy ba thiếu nữ nhằm về phía hành cung Nghệ Hoàng mà lao đi. Vị lão giả Thái Dương Thần Cung là người đầu tiên phản ứng lại,
tế khởi Thái Dương Thần Lô, giết gào, hướng tới hậu tâm của Diệp Húc mà đánh. Khẩu Thái Dương Thần Lô này chính là bất diệt chi bảo, uy lực cực đoan hùng mạnh, gần như chỉ nhẹ nhàng chấn động liền có thể đè chết vô số cao thủ như Thái Tử Sơ, Thái Tử Hỷ và Diệp Húc. Thậm chí ngay cả tam tướng cảnh cường giả cũng khó chống lại một kích thật mạnh này. Cho dù là Thiên Sách Phủ Tần Vương tế khởi Tần Vương Phủ Chấn Phủ chi bảo, cũng là bất diệt chi bảo Kim Long Giản 36 tiết, cũng suýt nữa bị Thái Dương Thần Lô phá hủy tại chỗ. Nếu như không phải đại tướng quân Lý Thiên Vương đúng lúc tế khởi Nhị Thập Bát Chư Thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ cái bất diệt chi bảo này đã bị hủy đi dưới Thái Dương Thần Lô rồi. Khẩu Thái Dương Thần Lô này uy lực vượt xa bất diệt chi bảo bình thường, mà lão giả Thái Dương Thần Cung kia cũng là cường giả tam bất diệt cảnh. Hắn từng giao thủ với Ứng Tông Đạo, không ngờ không bị Ứng Tông Đạo đánh chết, có thể thấy được thực lực của hắn như thế nào. Lão giả kia đem Thái Dương Thần Lô tế khởi lên, lao thẳng tới phía sau Diệp Húc. Sau khi nhảy vào Nghệ Hoành Hành Cung, nhiệt khí từ trong lô bốc ra kinh người, còn chưa tới gần, Diệp Húc đã cảm giác được chính mình cảm giác như sắp bị nóng chảy ra rồi. Cái loại nhiệt độ này không chỉ muốn đốt chảy thân thể của hắn, thậm chí ngay cả nguyên thần, nguyên thai của hắn cũng gần như bị thiêu đốt. Khẩu Thái Dương Thần Lô này, lửa trong lô có thể đốt sụp hư không, uy thế bá đạo tới cực điểm. Một đường nghiền ép mà tới, chỉ thấy một vầng mặt trời chói chang từ trong lô thoát ra, một đầu tam túc kim ô vỗ cánh bay lên, hai cánh cuốn lấy mặt trời chói chang hướng tới Diệp Húc mà đánh tới. Một lũ tinh khí, khí tức của tam túc kim ô này cũng có thể chấn chết được Diệp Húc. Ba cái móng vuốt của nó có thể xé rách bất diệt chi bảo, chính là tinh linh cực mạnh do Thái Dương Thần Lô dưỡng dục lên, mạnh mẽ vô cùng. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người quay đầu lại, mi tâm đột nhiên vỡ ra. Già La Minh Tôn ở trong mi tâm tử phủ của hắn ra tay tế khởi linh cứu thanh đăng, chỉ thấy quan tài ầm mở ra, âm phong từng trận rít gào từ trong quan tài thổi ra, đăng diễm che trời phủ đất, ngọn lửa màu đen đi thẳng tới tam túc kim ô. Tam túc kim ô liên tục hót vang, há mồm hút một cái liền hút hết ngọn lửa ở trong cơ thể, tốc độ cùng uy năng của nó không hề giảm, đánh thẳng tới trước. Mà sau kim ô, Thái Dương Thần Lô tản mắt ra áp lực vô cùng trầm trọng, đang hướng Diệp Húc mà đánh tới. Tam túc kim ô chính là tinh anh trong hóa, tinh linh sinh ra từ Thái Dương Thần Lô, nó có thể khắc chết hết thảy ngọn lửa ở trên thế gian này, xem ra chỉ có thể dùng sức mà khắc chế thôi. Già La Minh Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, nắm lấy linh cữu, nhấc quan tài ném thẳng tới tam túc kim ô. Hai người giao thủ một lần bên trong thời gian ngắn, khí lãng mênh mông quét ngang toàn bộ lối vào Nghệ Hoàng Hành Cung. Khí lãng bắn ra từ bên ngoài cung điện, giống như một đạo khí trụ màu đen thẳng tắp bay ra, tấn công tới mấy trăm dặm, san bằng hết thảy. Thậm chí ngay cả thổ địa ở Thái Hoàng Thiên cứng rắn như vậy cũng bị khí trụ này cày ra một đạo lạch trời dài mấy trăm dặm. Già La Minh Tôn thân hình rung mạnh, không kìm nổi mà ói ra một ngụm máu. Thần sắc của hắn héo rũ, hắn cố gắng áp chế khí tức trong cơ thể, cố gắng không lộ ra khí tức bên ngoài, cho nên vẫn lưu lại một tia khí tức hỗn loạn ở trong cơ thể. Chỉ thấy không gian tử phủ của Diệp Húc bị cô khí tức này chấn cho gần như sụp đổ. Màn trời không gian tử phủ xuất hiện từng đạo vết sách như mạng nhện, khiến ít thầu của Diệp Húc ngọt ngọt gần như hộc máu. Đây là Già La Minh Tôn cùng lão giả của Thái Dương Thần Cung giao thủ. Trong nháy mắt, lực lượng đã chuyển tới trên người Già La Minh Tôn. Già La Minh Tôn khống chế không được, một chút lực lượng chuyển tới tử phủ của Diệp Húc, làm cho tử phủ của hắn rách tả tơi, chuyển tới quanh thân của Diệp Húc, khiến cho bản thân Diệp Húc cũng bị trọng thương. Mà tuyệt đại cường giả Thái Dương Thần Cung kia cũng bị thương nặng, miệng mũi phun ra máu. Tam túc kim ô bị quan tài đập vỡ, Thái Dương Thần Lô cũng bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Ông một tiếng, một đại đỉnh thật lớn theo sát Thái Dương Thần Lô lao tới, đánh thẳng về phía Diệp Húc. Ứng sư huynh, ta xem ngươi có thể tiếp được mấy người công kích đấy. Nhiều cao thủ của Hạ gia hợp lực thúc giục thiên đỉnh, một đường nghiền áp, thiên đỉnh uy lực còn trên cả Thái Dương Thần Lô, đã có vài phần hình thức ban đầu của cấm bảo. Thiên đỉnh này uy lực không phải là Già La Minh Tôn có thể chống lại được, cho dù có linh cứu thanh đăng và thiên khuyết chiến kích cũng không thể được. Hạ gia mọi người tới khởi thiên đỉnh, đủ để một kích nghiền nát hết thảy Diệp Húc và Già La Minh Tôn. Không xong, ta tuyệt đối không thể chịu được dư âm tấn công của cao thủ cấp bậc này. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, cưỡng ép thương thế, huy tay áo cuốn lấy Bạch Nam Thiên và ba thiếu nữ Hàn Nguyệt Cung, hướng tới Hành Cung Nghệ Hoàng mà phóng tới. Thiên đỉnh theo sát, gắt cao theo sau hắn, tốc độ còn muốn nhanh hơn Diệp Húc rất nhiều. Trong chớp mắt đã đi tới phía sau của hắn, một cỗ khí tức mạnh mẽ ép cho thân thể của hắn gần như là tan vỡ tung tóe. Trong tử phủ của Diệp Húc, Già La Minh Tôn lau đi vết máu ở trên khóe miệng, gương mặt dữ tợn,
đang định lại ra tay, đột nhiên chỉ thấy hành cung Nghệ Hoàng từng đạo ánh sáng mở dâng lên, chiếu uy áp của Vu Hoàng khủng bố đến vô cùng. Cấm chế bên trong Nghệ Hoàng hành cung sao? Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, theo hắn chạy tới toàn bộ những ánh sáng mở này đã bị kích phát để thủ hộ Nghệ Hoàng hành cung. Khí tức mãnh liệt, mỗi một đạo ánh sáng mở đều có thể so sánh với một lần công kích của lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh. Hiện giờ, hắn có thể nói là trước lăng sau hổ, phía trước là cấm chế, có thể hủy diệt hết thảy. Phía sau lại có Hạ Gia Thiên Đỉnh, thế thế nào cũng là một con đường chết. Sư huynh, ba người chúng ta phá cấm, người cứ xông tới phía trước đi. Lộ Dao Già rãi ra khỏi ống tay áo của hắn, hắc y phiêu phiêu, quát tháo một tiếng. Phía sau một vầng trăng dâng lên, ánh trăng vô cùng rực rỡ, lạnh thanh. Trong vầng trăng có một tòa thiên cung ẩn hiện. Thiên cung tên là Quảng Hàn Cung. Ngoài cung còn có một gốc cây quế tản mát ra từng hương thơm nức mũi. Trong mơ hồ, Diệp Phúc còn nhìn thấy được từng trích thỏ ngọc ở dưới cây hoa quế đi đi lại lại, có vẻ đáng yêu vô cùng. Hai thiếu nữ khác cũng đều quát lên, đều tự mình thi triển ra vu pháp Hàn Nguyệt Cung. Trong lúc nhất thời, ba vầng trăng sáng hiện lên, ánh trăng như nước chiếu rọi tứ phương. Tâm pháp vu pháp của Hàn Nguyệt Cung thật sự là kỳ lạ, tràn ngập vui thú, không chút khí sát phạt nào. Diệp Húc không kịp nghĩ lại, lao thẳng vào từng đạo ánh sáng mờ, chỉ thấy nơi ánh trăng đi qua, ánh sáng mờ dường như có linh tính lướt qua hai bên, nhằm thẳng tới thiên đỉnh của Hạ Gia. Dầm một tiếng, từng đạo ánh sáng mờ công kích lên trên thiên đỉnh, bị thiên đỉnh chấn nát hết, nhưng nguyên năng của thiên đỉnh cũng vì thế mà chậm lại. Dầm dầm dầm, lại có liên tiếp ánh sáng mờ đánh lại, lần lượt va chạm tới thiên đỉnh. Thiên đỉnh và cấm chế trong hành cung Nghệ Hoàng va chạm mãnh liệt vô cùng. Nó giống như hơn chục cao thủ Tam Bất Triệt Cảnh đại chiến với nhau vậy, rốt cuộc cũng ngăn cản được thiên đỉnh đi tiếp. Tình hình này, cho dù là Già La Minh Tôn cũng không khỏi mau cốt tùng thiên. Nếu như đổi lại thành hắn, chỉ sợ cũng chết thảm dưới cấm chế của hành cung. Có trách nhiều cao thủ như vậy bị vây ở bên ngoài hành cung mà không tìm được phương pháp tiến vào. Chỉ có uy bức ba nữ đệ tử Hàn Nguyệt Cung bức bách các nàng mang mình vào trong Hàn Nguyệt Cung. Diệp lão đệ, cấm chế nơi này mạnh như vậy, chỉ sợ hành cung đích xác có một kiện cấm bảo chấn áp, nếu không uy lực của cấm chế cũng không có mạnh như vậy đâu. Già La Minh Tôn trong mắt màu đỏ, trong mắt lộ ra hào quang tham lam, cười ha hà mà nói: nếu có cấm bảo, cái cấm bảo này đương nhiên quy cho lão tử, người không được đoạt của ta. Diệp Phúc sắc mặt kinh nghi bất định, đúng là bán tín bán nghi lời của Già La Minh Tôn. Nơi này uy lực cấm chế thậm chí vượt qua Bàn Hoàng Lăng. Bàn Hoàng Lăng chính là Thương Hoàng Bàn Canh Mộ, cấm chế thậm chí có thể vây khốn được một vị Đại Minh Tôn Vương Tam Bất Triệt Cảnh Già La Minh Tôn, dễ dàng gạt bỏ đi một lũ phân thân của Ma Hoàng. Mà cấm chế nơi này so với Bàn Hoàng Lăng thậm chí còn hơn chứ không kém. Theo lý mà nói, hẳn là có một kiện cấm bảo chấn áp thành cung mới có thể duy trì cấm chế 10 vạn năm không diệt, mới có thể làm cho cấm chế có uy năng dũng mãnh như vậy, có thể so sánh được với Đại Vu Tam Bất Triệt Cảnh ra tay. Tuy nhiên, khiến cho hắn cảm thấy không đúng chính là nếu thật sự có cấm bảo chấn áp ở đây, những đầu sỏ như Ứng Tông Đạo, Thanh Đế Môn Chủ và những người khác sao lại nhẫn nhịn được mà không ra tay đây? Còn nữa, Hàn Nguyệt Cung khai sơn tổ sư Nga Hoàng mà Nghệ Hoàng là vợ chồng, tâm pháp vô bảo của Hàn Nguyệt Cung đều có thể khắc chế cấm bảo trong hành cung Nghệ Hoàng. Nếu trong hành cung có cấm bảo, chỉ sợ Hàn Nguyệt Cung đã sớm phái người tới lấy rồi, mà không phải chỉ phái tới Lộ Dao Già và hai nữ đệ tử khác. Cấm bảo tương đương với Vô Hoàng trấn thủ, uy lực cực đoan hùng mạnh. Cấm bảo hoàn toàn thức tỉnh, dưới một kích có thể hủy diệt một thánh địa cũng không nói chơi. Loại đại sát khí này tuyệt đối làm cho mọi người động tâm, làm sao có thể để trong này mà không ai thu được đây? Ứng Tông chủ, người đã đoán sai, duy trì cấm chế của hành cung không phải là cấm bảo mà là một linh mạch thuần dương bậc 9 kìa. Một thiếu nữ Hàn Nguyệt Cung nghe thấy Diệp Húc và Già La Minh Tôn nói chuyện, không kìm nổi cười khanh khách mà nói: chúng ta lật xem điển tịch của Hàn Nguyệt Cung mới biết được nơi này ẩn giấu một thuần dương linh mạch bậc 9, bởi vậy mới tính toán thử vận may, thử xem có thu được linh mạch này hay không. Thuần dương linh mạch bậc 9, đây là một trong những điều kiện tiên quyết để trở thành Vu Hoàng, khó trách có thể thúc giục được cấm chế uy lực kinh người đến như vậy. Diệp Húc giật mình cười nói: trong tử phủ của ta không phải là Ứng Tông chủ mà là một lão bằng hữu, vừa rồi sở dĩ nói là Ứng sư huynh chỉ là muốn kinh sợ đám quái vật kia thôi. Ba thiếu nữ Lộ Dao Già liếc nhau, nhẹ nhàng lên thở ra, mang theo Diệp Húc và Bạch Tam Hiên đi về phía trước, xuyên qua một hành lang thật dài, đi vào hậu hoa viên hành cung Nghệ Hoàng. Hai thiếu nữ, một tên là Mạch Tăng Tăng, một kêu là Tích Hàn Nguyệt. Tích Hàn Nguyệt khá vui vẻ, cười khanh khách mà nói:
Chúng ta vừa rồi cũng là hoảng sợ, còn tưởng rằng Ứng Tông chủ thật sự là ăn thịt người chứ. Hóa ra là sư huynh dọa chúng ta. Vừa rồi lão tiền bối Nguyên Thủy Ma Tông kia nói vậy là không bị bằng hữu của ngươi ăn đi, mà chỉ là bị ngươi trấn áp đi thôi sao? Sư huynh, bằng hữu của ngươi giả vờ cũng giống thật quá, giống như đang ăn thịt người thật sự vậy. Diệp Phúc nhấp nháy mắt, liếc Bạch Nam Hiên một cái không nói gì. Bạch Nam Hiên thở dài, muốn nói, thế nhưng lại thôi, lại thở dài thật mạnh. Thiếu nữ Mạc Tăng Tăng nhìn sắc mặt bọn họ, không khỏi khẽ biến sắc, thất thanh mà nói. Thật sự là ăn sao? Diệp Phúc kho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng mà nói. Vị sư tỷ này, bằng hữu của tiểu đệ, bình thường khẩu vị... ba vị tiểu nương tử ngon miệng, đại tôn khẩu vị là như vậy. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, đại tôn hiện giờ no rồi. Hơn nữa đại tôn có nguyên tắc, không phải ai cũng ăn đâu. Nếu là bằng hữu, đại tôn tuyệt đối không ăn kìa. Già La Minh Tôn từ trong mi tâm Diệp Phúc bay ra, cầm lấy cái đùi của lão quái vật Nguyên Thủy Ma Tông kia, cười ha hả mà nói. Hôm nay đại tôn ta cao hứng, ta mời khách, các ngươi ai tới ăn một miếng đi. Tích Hàn Nguyệt nhìn vị Đại Minh Tôn Vương bộ mặt dữ tợn hung ác, trong tay cầm cái đùi máu me đầm đìa, hét lên một cái, té xỉu luôn. Minh Tôn, mau thu cái đùi lại. Diệp Phúc giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ mà nói. Mấy vị sư tỷ, cái này cũng không tốt cho lắm đâu. Đừng cho ta cũng không thích à. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 100 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Hành Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện.